khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi thì cũng là lúc giảng đã sinh viên Việt Nam 2019 chuẩn bị bắt đầu. Nào hãy cùng tôi chứng kiến không khí sục sôi chuẩn bị cho mùa giải mới của các đội bóng. Với tư cách là một đương kim vô địch thì đội bóng của anh đã chuẩn bị gì cho mùa giải mới? Thực ra thì lực lượng của tầng 4 năm nay là bao gồm rất nhiều cầu thủ mới, bởi vì những thành viên đã vô địch năm ngoái thì một số đã tốt nghiệp về nước. Nên chúng tôi hy vọng là đội tuyển với những bao nhiêu và những cầu thủ mới sẽ mang đến nhiều bất ngờ với cho giải đấu năm nay. Là một cầu thủ chơi trên hàng công của đội bóng thì hậu vệ nào anh coi là hậu vệ rắn nhất trong mùa giải này và anh ngắn ngẩm nhất? Đối với anh thì mọi hậu vệ đối thủ đều là đáng gờm, bởi vì mỗi người thi đấu ra sân thi đấu đều mang trong mình một quyết tâm giành chiến thắng về cho đội nhà. Cho nên gặp phải đối thủ nào cũng đáng gờm. Xin cảm ơn anh và xin chúc đội anh sẽ thành công mùa giải năm nay. Xin cảm ơn. Xin hỏi anh Hương Nam Định là đội tuyển tầng 9 chúng ta năm nay sẽ ra quân với màu áo nào? Thì như truyền thống hàng năm thì đội tuyển tầng 9 vẫn ra quân với trang phục màu đỏ truyền thống của Việt Nam yêu quý. Xin hỏi anh là mục tiêu của đội tuyển tầng 9 trong mùa giải năm nay là gì? Thì trên tinh thần là giải đấu của sinh viên, tham gia với tinh thần phong trào là chính, vui khỏe, bổ ích. Vâng anh, và xin hỏi anh thêm một câu hỏi cuối cùng là anh đánh giá về thế nào về chất lượng giải đấu năm nay sẽ như nào? Với cái không khí chuẩn bị rất là chu đáo của các đội thì theo tôi thì năm nay chất lượng của giải sẽ tốt. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn. Với tư cách là ứng cử viên đăng ký của mùa giải năm nay thì đội tuyển của anh đã chuẩn bị những gì cho mùa giải mới? Thực ra thì lời đầu tiên mình muốn nói là đội quân đội không phải là đội mạnh, quá mạnh, nhưng mà với tinh thần của những người lính và sự cống hiến hết mình, chúng tôi sẽ cố gắng đá với bằng lòng nhiệt huyết để cống hiến cho khán giả, những người hâm mộ những pha bóng hay nhất. Còn về sự chuẩn bị của đội bóng thì chúng tôi cũng như các đội khác thôi, cũng họp, cũng lên chiến thuật, cũng chuẩn bị về mặt quân số, nhưng mà nói chung là chiến thắng nó kèm theo cả một phần gì đó may mắn nữa. Tôi xin hết. Vâng, theo anh thì cầu thủ nào sẽ là vua phá lưới của giải bóng năm nay? Thực ra thì vua phá lưới thì rất là khó nói, bởi vì ở đây thì trình độ cũng đẳng cấp của các cầu thủ rất là ngang nhau. Còn theo tôi thì người mà tôi đánh giá cao nhất đó là anh Thạch của tuyển tầng 9. Vâng, xin cảm ơn anh. Câu hỏi tiếp theo chúng ta sẽ dành cho thành viên mới nhất của đất Tôn Cờ. Em sẽ cổ vũ đội tuyển nào trong mùa giải năm nay? Trong mùa giải năm nay là em sẽ cổ vũ cho đội tuyển tầng 9 của Úc. Vậy em sẽ làm những gì để cổ vũ cho đội tuyển của mình? Để cổ vũ cho đội tuyển là em sẽ đi theo để cổ vũ cùng với các cổ động viên, sẽ cổ vũ nhiệt tình nhất, nói chung là làm tất cả để cổ vũ cho đội tuyển. Chúc đội tuyển của em sẽ thành chức vô địch. Cảm ơn em. Chúng tôi xin ra câu hỏi cho đội trưởng của đội bóng tầng 8 là đội bạn sẽ sử dụng chiến thuật nào trong mùa giải năm nay? Rất vui khi được trả lời câu hỏi của bạn. Với cái đội hình thi đấu 7 người trên sân thì đội chúng tôi sẽ quyết định đá với đội hình 2-3-1 với mục tiêu là tấn công. Vậy theo bạn thì đội nào sẽ là đội tuyển vô địch trong mùa giải năm nay? Còn đội nào khác ngoài đội của chúng tôi, đội tuyển tầng 8 chắc chắn sẽ vô địch. Xin hỏi bạn là trong mùa giải năm nay bạn sẽ thi đấu cho câu lạc bộ nào? Dạ, thưa các anh các chị là mùa giải này em thi đấu cho đội tầng 4 ạ. Một đội rất là mạnh ạ. Và bạn sẽ cổ vũ cho đội tuyển nào trong mùa giải năm nay? Có lẽ là tầng 4, nhưng mà có lẽ là cổ vũ nhiều hơn rồi cho thằng em ạ. Thằng đệ tử của em rồi. Đấy. Nó đá tầng 8 anh ạ. Bạn muốn được một thủ môn xuất sắc thì theo bạn thì bạn sẽ sợ nhất là tiền đạo nào trong giải năm nay? Có lẽ là cũng chính là thằng em này ạ, tại vì nó đang mua chuộc em hai chai bia rồi ạ. Xin hỏi bạn Hoàng là cảm nhận của bạn trước mùa giải mới như thế nào? Trước khi vào mùa giải này thì tôi chưa được chuẩn bị nhiều lắm cho giải, vì có một số vấn đề về chuyên môn, nhưng mà tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt để mang vinh quang về cho đội tầng 7. Chơi ở vị trí trung vệ thì nhiệm vụ của tôi sẽ là ngăn chặn các tiền đạo khác ghi bàn. Và câu hỏi thứ hai là nếu đội bạn vô địch thì bạn sẽ làm gì? Và nếu đội tôi vô địch thì tất nhiên là chúng tôi sẽ ăn mừng chiến thắng và sẽ nhậu như ngày hôm nay. Đương nhiên. Xin cảm ơn bạn. Xin hỏi bạn, ở trong thời điểm của bạn thì hai từ bóng đá có tồn tại không? Không. Vậy trong mùa giải này bạn sẽ cổ vũ cho đội tuyển nào?
Tầng 7 năm nay đá cho nên tất nhiên là tôi sẽ cổ vũ cho tầng 7. Và chúng tôi sẽ hỏi thêm bạn một câu hỏi nữa là nếu vào năm 2010 đội tuyển Việt Nam sẽ được tham gia World Cup ở Nam Phi thì bạn sẽ làm gì? Tôi không có hứng thú với bóng đá cho nên tôi sẽ đi ngủ sớm. Xin cảm ơn bạn. Đứng ra nhiệm vụ quan chính trong rất nhiều trận đấu của giải bóng đá Việt Nam tại Tomsk. Hẳn rằng anh Trung Hương của chúng ta đã chịu rất nhiều áp lực từ phía các cổ động viên cũng như các cầu thủ. Vậy bằng cách nào anh ấy đã vượt qua tất cả và thành nhiệm vụ của mình? Ta sẽ cùng hỏi anh ấy. Vâng, chào các bạn. Giải bóng đá mùa thu là một giải truyền thống của sinh viên Việt Nam tại Tomsk. Tham dự giải đấu này thì các cầu thủ đều thi đấu với tất cả sự nhiệt tình của mình. Tôi nghĩ các trận đấu sẽ diễn ra hết sức quyết liệt và căng thẳng. Chính vì thế là một trọng tài tôi luôn chịu sức ép rất lớn từ các cầu thủ và các khán giả. Nhưng tôi sẽ cố gắng điều khiển tốt trận đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xin cảm ơn anh. Mọi đoạn đường đều dẫn đến sân vận động Bavida, những pha bóng hay, pha thắng đẹp đang chờ đón tất cả chúng ta ở đó. Sau đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thông tin trước mùa giải 2009. Xin chúc bạn một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.